liên quan tới vụ cựu thiếu tá Tông nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận. Sau lần hoãn phiên tòa vào ngày 19 tháng 7 thì mới đây, Tòa án quân sự quân khu 2 đã liên lịch xét xử cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, cựu trợ lý tài chính trung đoàn không quân 937, người đã gây ra tai nạn khiến cho nữ sinh lớp 12 tử vong. Theo đó, vào sáng ngày 13 tháng 8, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh lớp 12 bị tai nạn giao thông tử vong gây xôn xao dư luận năm ngoái ở Ninh Thuận cho biết, đã nhận được quyết định của Tòa án Quân sự Quân khu 2, Quân khu 5, thông báo về ngày giờ tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan tới con gái ông. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào lúc 7 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2023 tại phòng dự án Tòa án Quân sự Quân khu 2, Quân khu 5, địa chỉ ở 30A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa do thẩm phán Thượng tá Trần Tuấn Anh làm chủ tọa. Các hội thẩm quân nhân gồm Trung tá Nguyễn Đức Tân và Thiếu tá Huỳnh Tấn Sĩ, Thư ký phiên tòa Đại úy Ngô Xuân Hưng, Đại diện Viện Kiểm sát khu vực 2, Quân chủng phòng không không quân Trung tá Trịnh Văn Biển, Kiểm sát viên. Theo cáo trạng, sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022, cựu thiếu tá Minh lái ô tô 7 chỗ đi trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận. Khi chuyển hướng sang phải, do Minh thiếu quan sát nên đã tông vào xe máy chạy cùng chiều do em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, đang đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông trở về, điều khiển. Sau đó, nữ sinh này đã bị hất văng và vào trụ điện và tử vong. Sau tai nạn, ông Phạm Văn Võ, chú Minh ở Bình Dương, nhận là người điều khiển ô tô gây tai nạn và bà Hằng vợ mình cũng xác nhận sự việc trên. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, nhà chức trách xác định hai người này khai báo gian dối và Minh mới là người lái xe ô tô tổng chết nữ sinh. Gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh sau đó đã lại nhận được thông báo từ công an địa phương về việc kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg trên 100ml khí thở. Gia đình nạn nhân cho rằng kết quả đo nồng độ cồn không đúng không thể có chuyện sử dụng rượu bia trong buổi sáng đến trường lấy dây bao thi. Liên quan tới việc này, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận công khai xin lỗi, thừa nhận có xe sót, dẫn đến kết quả đo nồng độ cồn trên. Sau đó, Hội đồng Kỳ luật Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã kỷ luật 5 cá nhân liên quan tới xe sót quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Trong vụ án này, ông Hoàng Văn Minh bị Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 2, Quân chủng Phòng không Không quân truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ Hai bị cáo khác trong vụ án là Phạm Văn Võ, sinh năm 1972, chú họ của bị cáo Hoàng Văn Minh và Huỳnh Thị Kim Hằng, sinh năm 1993, vợ của bị cáo Hoàng Văn Minh, bị truy tố về tội khai báo gian dối, quy định tài khoản 1, điều 328 Bộ luật hình sự.